Khối lượng cho một tuần khi tập 42 km là bao nhiêu km cho vận động viên phong trào? Theo vận động viên Hà Văn Nhật. Thật ra để mà khối lượng đủ cho từng người thì rất là khó, vì là mỗi người đâu nhau, là mỗi người một cái cơ thể phục hồi khác nhau. Anh có khoảng 100 người một tuần thì anh phải muốn được, có thể hoàn thành được trong nhiều tuần đấy. Thì tuần sau thì là tăng lên nó phải giảm đâu. Mỗi một tuần nó có thể thay đổi liên tục, không thể tuần nào hoàn thành trong 10 tuần sau. Nên là quan trọng là phù hợp với từng người. Nhưng mà trước khi chạy 42 cây như bản thân em nhé, trước khi em chạy 42 cây thì em phải hoàn thành được bao nhiêu buổi, bao nhiêu cây, bao nhiêu buổi 35, 36 cây và bao nhiêu buổi 40 cây. Thì lúc đấy là em đã hoàn thành thì tâm lý của mình thoải mái. Tập mình đã vượt qua được những rất nhiều rồi đấy, thì lúc mình thi đấu thì mình cảm giác tự tin và mình cũng có nền tảng. Đừng quên theo dõi PR Sport để đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc từ các vận động viên nổi tiếng nhé.